Mark Brin và Kimmy Kimberley, từ hai kẻ bị ghét bỏ đến đôi tình nhân vàng của Thái Lan. Có thể nói tình yêu của Mark Brin và Kimmy Kimberley hấp dẫn như một bộ phim tình cảm. Chuyện tình của họ bắt đầu từ những tai tiếng về đời tư cá nhân như chàng thì đào hoa bắt cá nhiều tay, nàng thì phụ bạc tình cũ. Có giai đoạn Kimmy Kimberley còn bị đồn không được lòng gia đình Mark Brin, dẫn đến rạn nứt tình cảm. Cứ như thế, hai kẻ từng bị dư luận chỉ trích gán tội danh phản bội tình yêu đã cùng nhau vượt qua sóng gió thị phi để trở thành cặp đôi vàng của làng giải trí Thái Lan. Gặp nhau khi nàng là hoa đã có chủ, chàng bị tưởng là gay. Mark và Kim gặp nhau khi cùng tham gia series phim Bốn trái tim của núi năm 2010. Khi ấy, họ vào vai hai anh em ruột và đóng chính ở hai phần khác nhau. Mark Brin khi ấy được bén duyên để trở thành co-sinh mới của đài CH3 với Min Chalida, còn Kimmy Kimberley được bắt cặp với nam diễn viên gạo cội Amt Atichat. Cả hai khi ấy mới chân ướt chân ráo vào nghề và đang được nhà đài tích cực lăng xê. Lần đầu gặp gỡ, Kim có ấn tượng rất đặc biệt về Mark. Người đẹp từng chia sẻ rằng ấn tượng ban đầu của cô là Mark không phải đàn ông vì quá hiền lành, đẹp trai là ít nói và trắng trẻo đến quá mức cần thiết. Cũng vì suy nghĩ này mà Kim khá thoải mái khi ở bên người anh trai này vì cho rằng cả hai chẳng khác gì chị em bạn gì. Năm 2011, Mark và Kim tiếp tục hợp tác trong phim Ba chàng trai vàng, sau đó là Cô giúp việc đáng yêu. Cả hai tác phẩm đều được khán giả yêu thích. Lúc này, Mark Kim trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Thái. Bất kỳ những thông tin nào về cả hai đều được báo chí cập nhật, phóng viên săn đón. Họ cũng vì thế mà dính lấy nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, khi đó không ai nghĩ rằng Mark Kim là một đôi ngoài đời mà chỉ cho rằng họ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Vì một thực tế rằng lúc gia nhập làng giải trí, Kim thực sự là bông hồng lai đã có chủ. Cô là bạn gái của nhà sản xuất Seth Nathapong. Trong khi đó, Mark cũng dính không ít tin đồn tình cảm với một vài nữ diễn viên khác. Cặp đôi bị ghét nhất T-Biz vì mang tiếng ăn cháo đá bát. Những tưởng rằng mối quan hệ của Mark Kim chỉ kết thúc trên màn ảnh thì không ngờ cả hai thực sự thành đôi ngoài đời. Chuyện bắt đầu khi bộ phim Hàng rào tình yêu do bạn trai của Kim đóng vai trò là nhà sản xuất ra mắt khán giả vào năm 2013. Sau lần hợp tác thứ tư này, tình cảm của Mark Kim không còn đơn thuần như xưa. Một ngày đẹp trời trên mặt báo xuất hiện đoạn chat mùi mẫn của Mark Kim dành cho nhau. Cụ thể, cặp đôi bày tỏ rằng bản thân nhớ đối phương đến phát điên. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm của Kim và bạn trai nhà sản xuất. Cặp đôi nhanh chóng chia tay sau đó không lâu. Scandal tình ái khiến hình ảnh của Mark Kim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cặp đôi bị tẩy chay trên mọi mặt trận. Nếu như Mark bị lên án thậm tệ vì là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, thì Kim bị cho là ăn cháo đá bát vì thành công của cô có được một phần là nhờ bạn trai Seth Nathapong. Dù thành công ở bên nhau nhưng Mark Kim lại liên tục bị dư luận dò xét. Nhiều người nhận định tình cảm của họ chỉ là bồng bột nhất thời, dễ rạn nứt. Không ít người cho rằng một người đa tình như Mark liên tục dính tin đồn tình ái với bạn diễn nữ chắc khó có thể có tình yêu bền lâu với Kim. Về phần Kim, khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho cô bởi thực sự hành động bỏ rơi bạn trai chạy theo người khác để lại ấn tượng xấu với mọi người. Nhiều người cảm thấy thất vọng vì đã thần tượng lầm người. Có không ít fan quyết định quay lưng lại với đôi tình nhân từng rất được yêu thích này. Cặp đôi vàng của làng giải trí. Bất chấp tất cả, Mark Kim vẫn ngọt ngào bên nhau. Cả hai muốn chứng minh cho mọi người thấy họ đến với nhau là vì tình yêu chân thành thực sự, mà không phải vì bất kỳ lợi ích hay rung động thoáng qua nào. Và cuối cùng, cả hai cũng đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2015, Mark Kim tái hợp trong dự án phim Yêu thầm trên mạng. Không thể phủ nhận cặp tình nhân đã vào vai quá ngọt. Lúc này, khán giả dần chấp nhận tình yêu của hai người, đặc biệt là khi cả hai đã biết thay đổi bản thân để vun đắp cho tình yêu. Nhiều người cho rằng Kim thực sự đã thuần hóa được chú ngựa hoang là Mark. Từ tài tử đào hoa, Mark trở thành chàng trai ấm áp, yêu chiều bạn gái. Bằng chứng là đã gần 7 năm trôi qua, nhưng tình yêu của Mark Kim vẫn rất ngọt ngào. Người ta thấy bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan cùng với anh bạn trai tài tử thường xuyên cùng nhau đi ăn, đi sự kiện, đi du lịch. Cả hai liên tục đăng tải khoảnh khắc tình cảm với nhau. Hơn thế, các fan cũng dần tha thứ cho tình yêu của Mark Kim và cho rằng có lẽ họ mới đúng là định mệnh của nhau. Chuyện quá khứ khi xưa chỉ là dĩ vãng. Từng có thông tin Kim không được lòng gia đình nhà bạn trai khiến cho tình cảm của hai người rạn nứt. Tuy nhiên, hình ảnh tình cảm của Kim bên mẹ và em gái của Mark đã đập tan những thông tin tiêu cực. Trải qua gần 7 năm kiên trì bên nhau, Mark Kim ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả. Kimmy Kimberley của hiện tại là một trong năm nghệ sĩ Thái Lan lọt vào danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới. Bông hồng lai được yêu thích nhất nhì xứ sở Chùa Vàng. Cô được khán giả Thái Lan xem như báu vật bởi tài năng diễn xuất. Về phần Mark, anh là một trong những tài tử đẹp trai nhất đất Thái. 10 năm theo nghề diễn xuất, Mark bỏ túi rất nhiều tác phẩm ăn khách và có lượng fan khủng. Lúc này, người hâm mộ mong chờ anh sớm dắt tay Kim vào lễ đường bằng một đám cưới ngọt ngào, cổ tích.